World Cup 2022 đã chính thức khép lại khi chiếc cúp vàng danh giá đã thuộc về Messi cùng hội anh em văn phòng sau 36 năm chờ đợi. Một cuộc đối đầu được xem như màn so tài thế kỷ khi chứng kiến hai đại diện ưu tú nhất của hai thế hệ bóng đá trong thế kỷ 21 là Messi và Mbappe diễn ra theo cách không thể nào kịch tính hơn, xứng tầm trận chung kết của những trận chung kết. Và cũng là một cái kết trọn vẹn cho một kỳ World Cup giàu cảm xúc trên đất Qatar. Ngay sau đây, quý vị khán giả của Cảm Show hãy cùng đến với 12 khoảnh khắc mìm đáng nhớ nhất của FIFA World Cup 2022. Messi tái hiện hình ảnh của Maradona trên lưng Aguero. Dẫn đầu danh sách những chiếc mìm đáng nhớ nhất của kỳ World Cup lần này là khoảnh khắc Messi tái hiện lại hình ảnh ăn mừng chiếc vô địch thế giới của huyền thoại Maradona. Vậy là sau 8 năm phải lầm lũi đi qua chiếc cúp vàng ở trận chung kết vào năm 2014, giờ đây, huyền thoại người Argentina đã chính thức sở hữu cho mình chiếc vô địch thế giới để hoàn tất bộ sưu tập đồ sộ của anh. Messi sau đó đã tái hiện màn ăn mừng chiếc vô địch World Cup 1986 của Diego Maradona trên lưng của người bạn thân Sergio Aguero. Có lẽ trên thiên đàng, anh Diego đã theo dõi và rất tự hào về chiếc vô địch thế giới lần này của Messi và các đàn em. Màn ăn mừng của găng tay vàng Dibu. Bên cạnh Messi, thủ thành Martinez cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc trong đội hình Argentina trong trận đấu tối qua. Không chỉ vậy, anh còn góp công rất lớn vào chiến công hiển hách của La Albiceleste. Nếu như 4 năm trước trên đất Nga, Martinez còn cùng với anh trai của mình là một khán giả đến cổ vũ Argentina trên khán đài, thì 4 năm sau, anh đã hoàn thành giấc mơ cúp vàng cho người đàn anh Messi. Với những pha cứu thua xuất sắc của mình, Dibu đã được trao danh hiệu găng tay vàng. Sau khi nhận được danh hiệu này, Martinez đã có một màn ăn mừng hài hước với phần thưởng của mình khi dương cao họng súng về phía trước. Một cách ăn mừng khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của Simeone trong trận đấu tại Champions League với Juventus vào năm 2019. Rất chi là ngạo nghễ. Kylian Mbappe cứ tiếp mắt khi Harry Kane xịt ban. Sẽ thật thiếu sót nếu như danh sách này không đề cập đến khoảnh khắc ngôi sao tuyển Pháp Mbappe cười không thấy ánh mặt trời sau khi chứng kiến thủ quân tuyển Anh Harry Kane bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền. Phút 84 trong trận tứ kết giữa Anh và Pháp, các cầu thủ Anh được hưởng một quả phạt đền khi Mason Mount bị Theo Hernandez đẩy ngã trong vòng cấm. Harry Kane lãnh trách nhiệm thực hiện quả phạt đền. Mặc dù trước đó Kane đã thực hiện thành công một quả phạt đền để san bằng tỷ số cho tuyển Anh, nhưng đáng tiếc thay, Harry Kane lại đưa bóng đi vọt xa, khiến tam sư bỏ lỡ cơ hội đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chính vì vậy mà Mbappe đã không giấu nổi sự sung sướng của mình mà nở nụ cười sảng khoái đến mức không nhìn thấy mặt trời. Messi ăn mừng đầy thách thức trước mặt ban huấn luyện Hà Lan. Tiếp theo trong danh sách này đó là khoảnh khắc Messi ăn mừng đầy thách thức trước ban huấn luyện đội tuyển Hà Lan. Messi đã có trận đấu xuất sắc trước Hà Lan tại vòng 1/8, không chỉ để lại dấu ấn chuyên môn mà Empuga còn khiến dư luận chú ý đến hành động ăn mừng của mình. Theo đó, sau khi giúp Argentina nhân đôi cách biệt từ khoảng cách 11m, ngôi sao của PSG ngạo nghễ ăn mừng bằng cách đứng yên, dùng hai tay đặt lên hai tay và hướng cử chỉ ấy về phía ban huấn luyện của đội tuyển Hà Lan. Được biết, Messi đã mô phỏng lại phong cách ăn mừng của huyền thoại bóng đá Argentina Juan Román Riquelme, và Leo đã dùng nó để đáp trả lại Van Gaal, người từng không trọng dụng và xem Riquelme như người thừa thãi ở Barcelona. Bức ảnh cả đội Argentina ăn mừng khiêu khích Hà Lan sau loạt penalty căng thẳng. Không chỉ có mỗi khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ của Messi, mà khoảnh khắc ăn mừng của cả đội tuyển Argentina cũng lọt vào ống kính truyền thông. Sau khi tiền đạo Lautaro Martinez thực hiện thành công loạt sút luân lưu quyết định giúp Argentina giành chiến thắng, Messi và các đồng đội lập tức chạy trước mặt hướng thẳng vào các cầu thủ áo cam để ăn mừng chiến thắng một cách đầy khiêu khích. Những cầu thủ như Otamendi hay Paredes đã có những hành động chế giễu các cầu thủ áo cam sau khi giành vé vào bán kết. Tôi ăn mừng vào mặt họ vì có một cầu thủ Hà Lan, người mà trước mỗi quả luân lưu của chúng tôi chuẩn bị thực hiện đã đến và nói những điều khiêu khích, Otamendi chia sẻ sau trận đấu. Được biết, cái tên mà Otamendi nhắc đến là Denzel Dumfries khi hậu vệ này bị bắt gặp tiến đến và buông ra những lời thách thức với các cầu thủ Argentina trước mỗi lượt sút. Khoảnh khắc Van Dijk hút văng Paredes. Lại thêm một khoảnh khắc trong trận tứ kết giàu cảm xúc giữa Argentina và Hà Lan. Phút 89, Leandro Paredes phạm lỗi với Nathan Ake, sau đó tiếp tục gây hấn bằng việc vung chân sút bóng về khu vực kỹ thuật của đội tuyển Hà Lan, dù hoàn toàn có thể kiểm soát và hướng quả bóng lên trên. Mặc dù bóng đi không trúng bất kỳ ai, nhưng hành động này vẫn khiến cho các cầu thủ dự bị của đội tuyển châu Âu rất nóng giận. Ở trong sân, Van Dijk cũng không giữ được bình tĩnh, anh chạy đến và hút mạnh khiến Paredes lăn ra sân. Khoảnh khắc này gây trầm trồ trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa trước sức mạnh không tưởng của trung vệ đang khoác áo Liverpool. Đồng thời, nó cũng cho thấy sức nóng được đẩy lên đỉnh điểm của trận cầu này.
Ronaldo khóc trong đường hầm khi bị loại khỏi World Cup 2022. Đây có lẽ là khoảnh khắc đọng lại mãi trong tâm trí của những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sau kỳ World Cup lần này. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc vang lên, ông kính máy quay đã bắt được khoảnh khắc Ronaldo bật khóc bước vào trong đường hầm khi không thể giúp Bồ Đào Nha giành quyền đi tiếp. Kỳ World Cup năm nay nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của huyền thoại 37 tuổi. Chính vì vậy mà đây là cơ hội cuối để anh có thể hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của bản thân. Tuy nhiên, Ronaldo đã phải nói lời chia tay với người hâm mộ bóng đá trong nước mắt khi anh chỉ có được một bàn thắng, phải làm bạn với cái dự bị và trở thành nhân vật chính trong mâu thuẫn tin đồn với huấn luyện viên Fernando Santos. Những giọt nước mắt trong đường hầm của Ronaldo có thể xem như đoạn kết cho một năm 2022 chất chứa nhiều nỗi buồn trong sự nghiệp của anh. Và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy Ronaldo xuất hiện ở World Cup. Mbappe ăn mừng tình bể bình với Giroud. Đây là khoảnh khắc được những ống kính truyền thông nhanh chóng ghi lại sau chiến thắng của Pháp trước Ba Lan tại vòng 1/8. Trong trận đấu này, Olivier Giroud đã ghi bàn thắng mở tỷ số, qua đó chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Pháp với 53 pha lập công, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Thierry Henry. Sau bàn thắng của Giroud, Mbappe đã không giấu được sự hưng phấn mà nhảy lên người đàn anh để ăn mừng, tạo nên một khoảnh khắc tình bể bình. Rất nhanh sau đó, bức ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều cổ động viên tỏ ra thích thú và phấn khích trước khoảnh khắc đáng yêu giữa hai cầu thủ người Pháp. Các cầu thủ Đức đồng loạt lấy tay che miệng phản đối FIFA. Hành động trên xuất hiện trong cuộc đối đầu giữa Đức và Nhật Bản tại khuôn khổ bảng E. Toàn bộ 11 cầu thủ Đức đã lấy tay che miệng trước hàng chục ống kính của phóng viên đang hướng về phía mình trong nghi thức chụp ảnh trước trận đấu. Đây được cho là động thái thể hiện sự phản đối với FIFA khi cơ quan này đưa ra lời đe dọa sẽ phạt thẻ vàng bất kỳ cầu thủ nào được tấm băng đội trưởng One Love trong các trận đấu của World Cup. Vì thế, hành động lấy tay che miệng nói trên của các cầu thủ Đức muốn ám chỉ FIFA đang can thiệp quá sâu vào quyền tự do ngôn luận. Thoạt nghe thì đây là một hành động hết sức nhân văn, nhưng thực chất lại khiến Đức nhận về nhiều gạch đá từ người hâm mộ, nhất là sau khi họ nhận thất bại khó tin trước Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng Đức đã quá xa đà vào những câu chuyện bên lề mà quên đi mất nhiệm vụ chính của mình tại giải đấu là phải vượt qua được vòng bảng. Hoàng tử Qatar ngơ ngác khi đội nhà thua cuộc. Trong trận mở màn World Cup 2022 của Qatar, sau khi chứng kiến bàn thua của đội nhà, biểu cảm ngơ ngác với đôi mắt mở to xen lẫn chút bực tức của cậu hoàng tử thuộc thế hệ Gen Z, em trai của thái tử Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, đã vô tình lọt vào ống kính máy quay và khiến dân mạng vô cùng thích thú. Ngay lập tức, phản ứng đáng yêu này đã trở thành đề tài nóng trên các trang mạng xã hội. Thậm chí nhiều người còn cho rằng linh vật live của World Cup năm nay thực chất được lấy cảm hứng từ vị hoàng tử trẻ tuổi, vì cả hai đều quá độ dễ thương và tràn ngập tinh thần cổ vũ bóng đá cho đội nhà. Sofiane Boufal ôm mẹ nhảy múa ăn mừng sau chiến tích lịch sử. Nếu được hỏi về thứ vũ khí bí mật để giúp Maroc có thể tiến xa ở World Cup lần này, thì có lẽ đó chính là gia đình. Người thân của các cầu thủ Maroc đã được mời đến Qatar và trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn để bầy sư tử Alas làm nên một cuộc hành trình kỳ diệu khiến cả thế giới phải thán phục. Sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở tứ kết, Sofiane Boufal đã ăn mừng chiến thắng cùng với người mẹ của mình. Cả hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau, tay nắm tay nhảy múa trên sân. Khoảnh khắc đáng yêu này sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội cũng như trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng trước giây phút tình cảm của hai mẹ con Boufal. Các cầu thủ Brazil nhảy múa ăn mừng. Cuối cùng trong danh sách này là khoảnh khắc các cầu thủ Brazil nhảy múa ăn mừng trong chiến thắng trước Hàn Quốc. Ở trận đấu này, Seleção dễ dàng khuất phục đại diện của châu Á để giành quyền đi tiếp. Nhưng đáng chú ý hơn cả, đó là khoảnh khắc các cầu thủ áo vàng thực hiện những điều nhảy ăn mừng sau mỗi bàn thắng. Với nhiều cổ động viên của đội bóng xứ Samba, họ đều cảm thấy phấn khích trước những điều nhảy trên. Tuy nhiên, trong mắt của cựu tiền vệ Roy Keane, ông đã chỉ trích hành động ăn mừng này có phần thiếu nghiêm túc và không tôn trọng đối thủ. Huấn luyện viên Tite, huấn luyện viên của Brazil tại World Cup lần này, đã chia sẻ rằng đội tuyển không có ý thiếu tôn trọng đối thủ, mà chỉ đơn giản là muốn biểu lộ niềm hạnh phúc và chơi tốt khi ghi bàn. Bản thân việc Tite cùng với các cầu thủ ăn mừng bàn thắng của Richarlison là để thích nghi với ngôn ngữ riêng của các cầu thủ trẻ và nâng cao sự đoàn kết trong đội bóng. Trên đây là danh sách 12 khoảnh khắc mìm đáng nhớ nhất của FIFA World Cup 2022. Vậy còn anh em ấn tượng về khoảnh khắc nào mà tụi mình không đưa vào danh sách này? Còn nếu trong 12 khoảnh khắc này, đâu là khoảnh khắc để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc và ấn tượng nhất? Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trên Cảm Show.